Ok, nghe mới lại lên. Thì các bạn có biết chương trình này là sao đấy? Và các bạn đoán đúng rồi. Vì chương trình này chỉ mang tính đích thực. Bởi vì sao? Chương trình của chúng tôi luôn thay đổi để mà phù hợp với cái bối cảnh này. Vì thế rồi, chính vì vậy mà chương trình đồng hành và chương trình Dương Đến Uchiha số lần này chúng tôi rồi vẫn giống như lần trước, sẽ không tổ chức thi mà sẽ là điểm lại tại những kỳ thi rất là xuất sắc nhất. Tuy nhiên cho tập 1 đó chúng tôi đã làm rất là dài, tầm mười mấy phút thôi, cho nên trong tập này chúng tôi sẽ điểm lại những trận này, cái câu trả lời bất đặc biệt của nhân vật Uchiha Biển Thúi trong chương trình Đến Đỉnh Uchiha phần cuối. Tuy nhiên đó, chúng tôi sẽ xong spoil trước, chúng tôi sẽ cắt được cái phần thi thôi, với cái phần về sau thì chúng tôi sẽ làm hẳn một clip riêng. Clip đó là chúng tôi sẽ làm một cái tổng hợp giữa cái phần đó, cái phần giả cắt và cái phần còn lại là battle rap. Vì vậy mà chúng tôi sẽ không spoil trước cho khán giả, cho các bạn quý vị khán giả này phần còn lại của chương trình đâu. Còn bây giờ chương trình đồng hành đã kết thúc, thôi bắt đầu vô tập trước nha. Chào mừng tất cả quý vị khán giả quay trở lại với chương trình Đường Đưa Đến Uchiha. Và sau một thời gian thì chương trình đã quay trở lại ở đây. Và hôm nay chúng ta sẽ gặp lại hai thí sinh. Đầu tiên chính là thí sinh Lương Gia Hân. Ngồi ghế đi em. No con khỉ. Vì thí sinh Lương Gia Hân sẽ không phải là thí sinh mà sẽ là khám khảo của thập kỳ này. Đằng trước ngân quay được miễn cưỡng rồi. Và thí sinh duy nhất đạt được 195 điểm, Uchiha rất miễn thôi. Hello mấy bạn. Ok, không nói nhiều nữa, chương trình sẽ bắt đầu ngay lập tức. Quý vị đừng rời mắt không màn hình, chúng tôi sẽ quay lại ngay lập tức. Ok, và chúng tôi quay trở lại. Và vì chúng tôi không đủ thời gian để làm, cho nên chúng tôi chỉ có bây giờ như hiện tại sân khấu chỉ còn một thí sinh duy nhất, cho nên chúng tôi sẽ nên phần thi tăng tốc sẽ không có, mà chúng tôi sẽ do thẳng cuộc thi về đích cho thí sinh này. Phần thi về đích này rất là đặc biệt. Chúng tôi sẽ chuẩn bị một câu hỏi với số điểm duy nhất là 1.000 điểm. Người nào trả lời được câu hỏi này sẽ là người chiến thắng. Và hút trọn số tiền 40.000 đô. Bởi vì đạt 1.000 điểm thì người đó nghiêm nhiên trở thành quán quân của chương trình này. Và câu hỏi sẽ là Rockford 5 có thể quay được bộ phim tám k hay không? Xin mời thí sinh trả lời. Ok, thời gian trả lời đã kết thúc, xin mời vô đáp án. Vâng, và đó là câu trả lời hoàn toàn chính xác. Và hy sinh Uchiha đó miễn khối này đã đạt được số điểm tuyệt đối là 1.195 điểm. Xin chúc mừng Uchiha đó miễn khối đã đạt được số điểm tối đa này. Và với việc đạt được số điểm tối đa này thì Uchiha đó miễn khối hối nghiêm nhiên trở thành quán quân của cuộc thi này. Rồi. Rồi bây giờ giờ chúng tôi sẽ ra một giải thưởng. Giải thưởng gì vậy? Giải thưởng đó chính là 40.000 đô rồi. Giải thưởng đó chính là không có giải thưởng gì hết.
mà là giải thưởng duy nhất mà bằng hiến vật chứ không phải là bằng tiền, đó chính là toàn bộ cái scrunchie này. Hả? Sao là scrunchie? Em cũng biết rồi đấy, em cũng biết rồi đấy. Đây, vì năm nay dịch Covid-19 chúng tôi không thể tổ chức bên ngoài. Này, với lại đang mùa dịch Covid, lấy đâu ra 40.000 đô mà trả cho anh? Vì vậy, cầm hốt cái đống scrunchie này về nha. Nha, mà chơi với em gái đi. Tôi khổ quá mà. Em ơi, hốt hết scrunchie về về đi em. Rồi ok, cảm ơn quý vị theo dõi. Ok, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình trong suốt năm vừa qua. Và hẹn gặp lại quý vị trong mùa thứ hai. Ok, hết phim rồi. Điện thoại qua nữa nhỉ. Alo. Sao nghe quý vị dùng quý vị. Vâng, vậy là tập phim. Vâng, vậy là chương trình đường đến Uchiha của chúng tôi đến đây cũng xin tạm dừng tại đây. Này, và đây cũng là chương trình cuối cùng, cúng trình đặc biệt, cúng cùi là cuối cùng trong năm nay. Và nếu các bạn muốn mình làm tập tổng hợp á thì các bạn phải ráng chờ cho đến vài ngày nữa thôi, chứ mình cũng không có thời gian để mình làm nhiều đâu. Cho nên hẹn gặp lại các bạn tại đường đến Uchiha năm sau nha. Và nếu các bạn yêu thích chương trình này, hãy nhớ này thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và subscribe, nhấn cái chuông nữa nha, để mà sắp tới chúng tôi sẽ làm nhiều tập phim nữa. Còn bây giờ thì đi được rồi đó.